Lạy Chúa, chọn bản nhạc này nó rất quen. Em sẽ đánh thử cái cách thứ nhất và cái cách mà mình chọn một dòng nhạc, có nghĩa là nguyên cái hàng ngang này nè nha. Dòng nhạc có nghĩa là hết một hàng đó, thì chọn hết dòng nhạc đó, sau đó về năm về một bản như này. Đơn giản như vậy thôi, còn không nữa thì đấy. Mi son la, hoặc là mi si la son la, miễn sao mà có mì về la là nó hay. Hoặc là đánh nhạc là si do re, re là bậc 4 của nó, thì mình sẽ đánh đây xong mình về bậc 5 luôn là được. Bậc 4 ở đây xong về 1 luôn là được. Và cái cách mà thay vì mình dùng bậc 5 thì mình dùng bậc 4, thì ở đây hết dòng nhạc này là nó đúng là bậc 4 mà, thì mình về 1 là hát được. Là do bậc 4, nhưng bậc 4 là cái kết bậc 4 về 1, nó là cái kết truyền thống của các nhà thờ, nên là người ta đánh là hát vô làm xong, đơn giản nhất. Nhưng mà nhớ là về bậc 1 mình cho người ta dễ hát. Rồi cách thứ hai là chị sẽ dùng dòng nhạc kết của cái phần phiên khúc nha. Rồi giờ em sẽ đánh thử dòng nhạc kết xong là nó về, đương nhiên nó sẽ về chủ âm à, khỏi cái vấn đề. Nếu là nó về sẵn chú âm thì đương nhiên mình phải đánh lại, còn nếu nó chưa thì mình phải về như đây là cái gì đó thì mình cũng sẽ về bậc 1 được là hát vô. Đại khái là nhớ là dòng nhạc tiếp theo là dòng nhạc này. Nhưng mà 95% là nó sẽ đi theo cấu trúc 5 về 1 ở đây sẵn rồi nên không phải thêm gì hết. Tiếp theo là cái dòng nhạc đầu của cái điệp khúc này. Có phải là la la còn đánh ở đây à? Làm về năm á, đánh hết luôn. Là dòng nhạc cuối cùng, đương nhiên nó sẽ tự về 5 về 1. Là người ta hát vô. Con vẫn trông cậy chúa. Được ha, vậy chưa? Tiếp theo là cái cách số 5, là cái cách mà người ta chọn một ý nhạc, sau đó mô phỏng, có nghĩa là diễn tả nó lại diễn tả nó lại cái những cái nốt mà mình vừa đánh ở một cái cao độ khác, nhưng mà mình giữ đúng cái trường độ đó. Em ví dụ câu nhạc mà em chọn là được không? Chị có thể chọn bất cứ câu nào trong đây mà em muốn chọn câu nhạc đầu cho người ta dễ nhớ về ha. Thì em mô phỏng nó một quãng khác, ví dụ như em đang mấy video làm đi thì em sẽ dịch lên như đây. Sự chuẩn bị, hoặc là những ai đánh đàn quen thì họ nhìn cho họ đánh được liền. Sau đây là cách số 6. Cách số 6 là cách nâng cao hơn. Họ sẽ chọn một cái câu nhạc.
nhạc hay một cái nốt giai điệu nào đó thôi, để rồi từ đó họ fill ra những cái nốt khác mà nó nằm ở dạng tự do. Và nó hay hay không là nó do cái người đó họ đánh đàn quen và cảm âm họ tốt, họ nghe nhạc nhiều á. Ví dụ em đánh đại bất cứ đó nào, dòng tu thì họ như là vào những cái ca đoàn mà giáo xứ mà họ mỗi sáng họ đều hát lễ mà không có tập hát trước á, thì nên chọn cách số 1, an toàn, dễ vô mà lại dễ hát, người hát cũng tự tin. Bất cứ bài nào đi chăng nữa thì cũng chọn cách đó. Rồi cái cách tiếp theo nữa dễ hát nữa là cái cách số 4 á, là cách kết của cái này. Chỗ này cũng dễ vô nhưng mà ít dùng hơn vì nó không có nhắc nhớ được chính xác cái giai điệu đầu. Rồi tiếp theo là cần lưu ý nè, thì trong cái bốn cách đó thì những cái bài hát nào mà nó có cái lời của cái điệp khúc và cái lời của phiên khúc nó giống nhau á, thì phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Ví dụ cái này nó giống nhau nè, cớn với trong kệ chúa nè, được chưa? Nó cái lời nó giống nhau rồi. Cái thứ hai nữa là cái giai điệu nó giống nhau nhưng mà nó mô phỏng ở khoảng 8 trên. Mi đâu là mi. Thì hai cái này nếu mà đánh ở dưới đây thì người ta sẽ hát lầm là giai điệu mình đang hát vô là nó phải nằm như thế này. Mình dạo mình chỉ đánh ở trên đây, tức là đang đánh cái điệp khúc đó. Đánh trên đây vô tình nó rớt ngay cái điệp khúc đây thì người ta sẽ hát rớt vào khoảng 8 trên. Có một số bài đa số là bị cái đó nha, nên là cẩn thận khi chọn cái phương án là đánh cái ở khoảng 8 giai điệu mà ở khoảng 8 trên. Cái thứ hai nữa là cẩn thận khi mà cái lời vào đầu này với cái lời này nó lại với cái lời này với cái lời này nó lại giống nhau quá mà lại đánh nó, cái nhịp nó giống nhau nữa. Hai cái giống nhau đó làm cho người ta lầm tưởng là người ta phải hát vô cao như vậy và hôm nay sẽ đánh cao như vậy. Rồi, đó là cái phần tập dạo cho một bản nhạc nha. À, được chưa? Cũng không hề khó nha, nên an toàn nhất và em vẫn thường đánh nhất đó là em sẽ dạo cách thứ nhất về cái cách thứ tư. Em hay đánh cách thứ nhất không luôn, tại vì cách thứ tư thì cách thứ tư nó cũng dễ vô nhưng mà nó không có tạo được cái giai điệu đầu cho người ta dễ hát, người ta không ăn tự tin, nhất là em khi đoàn cái đoàn giáo xứ á, thì mình không có đi tập trước với họ nên mình cứ bay vô đánh thì đánh nhiều đó thôi là họ vô được. Nhớ là về 5, về 1 thì cái trong cái bậc 5 đó, ví dụ như la thứ đây thì bậc 5 của nó sẽ là mi trưởng. Thì trong cái mi trưởng nó chỉ đánh nốt nào về la nó vẫn hay, mi la cũng hay, được chưa? Trong mi trưởng nó là mi, son, thăng, xí, được ha. Thì trong cái mi trưởng này chỉ đánh ba nốt này, nốt nào về
nốt nào về la nó vẫn hay, đánh mi về la vẫn hay, son la cũng hay mà, si là cũng hay hết. Mềm thôi chứ nó cũng không quan trọng và không cần thiết cho bằng là mình đánh cái này đúng trước đi. Tại món mình quen mình sẽ feel nó nhiều hơn nha. Như vậy thì chốt lại trong những cách dạo, chọn cách dạo đầu tiên là cách dạo an toàn và dễ hát nhất nha. Xong rồi nó son đúng không? Đúng rồi. Có phải giống y chang như vậy không? Có phải không? Như vậy thì khi em chỉ một quy tắc, nó áp dụng cho tất cả mọi giọng. Mỗi lần em chỉ cái gì thì nó là áp dụng toàn giọng, chứ em không chỉ theo từng bài, nó sẽ rất là khó cho áp dụng. Vậy sao son. Có phải cấu trúc y chang không? Son chi re. Y chang nha, tất cả mọi giọng. Qua thân thứ cũng vậy nha, bất cứ cái gì đi nữa thì nó cũng về. Nó cứ nó được bao quanh mình, nó là nó hút về cái nốt mà mình cần về. Được ha. Rồi đó, thì phần đánh phần dạo. Đánh phần dạo nó cũng chỉ có như thế thôi. Và bây giờ về vấn đề xác định giọng á, chỉ có bữa trước chị có học chưa ta? Cái xác định giọng á. Xác định giọng của một bài hát.